Kính chào quý ban giám khảo, quý thầy cô giáo, các anh chị và các bạn học sinh. Em tên là Phan Ngọc Như Ý, đến từ chi đội 6A, trường Trung học cơ sở Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Sau đây, em xin phép được trình bày bài giới thiệu sách của chi đội chúng em. Sách là kho tàng kiến thức vô tận. Sách cũng là người thầy của mỗi chúng ta. Đọc sách giúp chúng ta mở mang kiến thức, sự hiểu biết về thế giới xung quanh, mang lại cho tâm hồn ta sự bình yên và thanh tịnh. Sau mỗi giờ làm việc, dành một chút thời gian đọc sách sẽ giúp chúng ta giảm bớt căng thẳng. Việc đọc sách thường xuyên sẽ cải thiện trí nhớ, khả năng phân tích, tư duy mạnh mẽ và tăng sự tập trung chú ý. Đọc sách có nhiều lợi ích như vậy, nhưng thời buổi hiện nay, công nghệ phát triển, lạm dụng Internet đã khiến cho chúng ta dần lãng quên việc đọc sách ý nghĩa đến nhường nào. Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời, em muốn giới thiệu tới mọi người cuốn Bách Khoa Thư Trẻ Em, cuốn sách lý giải vạn vật. Trên bìa của cuốn sách được trang trí các hình ảnh họa tiết gợi ý tới các chủ đề có trong cuốn sách Bách Khoa Thư Trẻ Em. Mở đầu cuốn sách là mục lục. Mục lục cho ta biết có các chủ đề nào và ghi lại các nhan đề liên quan tới chủ đề mà ta đang đọc. Các nhan đề sẽ kèm theo số trang để dễ dàng tìm các trang đọc mà ta muốn tìm hiểu. Cuốn sách có hơn 300 trang, đã được biên soạn lượng lớn kiến thức để mỗi chúng ta mở rộng thêm tầm hiểu biết về vạn vật. Cuốn sách được nhà xuất bản Đề Ca biên tập. Đề Ca được viết tắt từ tên hai nhà sáng lập Darlene Christopher và Peter Kindersley. Đề Ca là nhà xuất bản đa quốc gia của Anh. Đề Ca đã đạt được nhiều giải thưởng ở mảng sách hình ảnh dành cho thiếu nhi. Cuốn sách Bách Khoa Thư Trẻ Em được phân chia và sắp xếp nội dung theo từng lĩnh vực. Trong cuốn sách có 9 chủ đề, gồm chủ đề 1, nghệ thuật, chủ đề 2, xã hội, chủ đề 3, lịch sử, chủ đề 4, trái đất, chủ đề 5, tự nhiên, chủ đề 6, khoa học, chủ đề 7, công nghệ, chủ đề 8, vũ trụ, chủ đề 9, cơ thể người. Khi đọc mỗi chủ đề, chúng ta sẽ được mở mang kiến thức của lĩnh vực đó. Chủ đề 1 cho chúng ta thêm kiến thức về nghệ thuật. Chủ đề 2 giúp chúng ta tìm hiểu thêm về xã hội. Chủ đề 3 được nhà xuất bản biên soạn các vấn đề về lịch sử để ta thêm hiểu biết về sự hình thành của nhân loại. Đến tìm hiểu chủ đề 4 và chủ đề 5, chúng ta sẽ tìm tòi những kiến thức lý thú về trái đất và tự nhiên. Khoa học không chỉ là một môn học mà cũng là một lĩnh vực nghiên cứu. Xuyên suốt chủ đề 6 nói về các chất, thể, quá trình quang hợp hay trọng lực sẽ cung cấp cho chúng ta thông tin thiết yếu về khoa học. Xe đạp, ô tô, máy bay đều được nghiên cứu cho ngành công nghệ. Công nghệ phát triển, đời sống con người cũng được cải thiện. Muốn biết thêm về công nghệ, chúng ta sẽ tìm hiểu đến chủ đề 7. Chủ đề 8 sẽ cho các độc giả nhỏ tuổi biết thêm về sự hình thành của vũ trụ, vụ nổ Big Bang, hệ mặt trời. Để tìm hiểu về cơ thể người, chúng ta sẽ đọc chủ đề 9. Trong chủ đề 9 nói về bộ phận trong cơ thể con người, gen, giấc ngủ và còn rất nhiều các thông tin hấp dẫn được đưa vào cuốn sách bằng các hình ảnh minh họa đẹp mắt và từ ngữ diễn tả dễ hiểu, giúp các bạn nhỏ có thể tiếp thu được kiến thức hiệu quả. Tìm và đọc những cuốn sách hay giúp chúng ta củng cố thêm kiến thức và mang lại sự bình yên cho tâm hồn. Chính vì vậy, sách và việc đọc sách có vai trò và tác dụng to lớn đối với con người. Hãy luôn tìm tòi những cuốn sách hay, có giá trị để khai thác kiến thức và đúc kết bài học kinh nghiệm cho riêng mình. Trên đây là phần giới thiệu sách của chi đội chúng em. Em xin trân trọng cảm ơn quý ban giám khảo.
quý thầy cô giáo, các anh chị và toàn thể các bạn học sinh đã mất chút thời gian lắng nghe. Em xin kính chúc quý ban giám khảo, quý thầy cô giáo và các anh chị cùng toàn thể các bạn học sinh luôn dồi dào sức khỏe và thành công.